Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Mạnh với lớp 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài thành phố Hồ Chí Minh, đài Đồng Tháp